mọi người, thì mình là bé Quyết đây. Như lời hứa, khi nấu kênh chính của Quỳnh đã được 500.000 sub thì Quỳnh sẽ quay vlog hay cho mọi người xem. Và trước khi xem vlog, mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra nhiều vlog cho mọi người xem này. Còn bây giờ thì vào vlog thôi nào mọi người ơi. Thường thường đi chơi hay đi ô đó, Quỳnh và Lộc cùng với các anh chị thường hay đi ô tô á mọi người. Nhưng mà nay chọn đi xe máy và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều luôn ấy mọi người. Thích đi đâu đi đó luôn. Hiện tại bây giờ là tầm hơn 4 giờ sáng gì đó. Và bây giờ Quỳnh đang đi gặp anh Quang Con và anh Xuân Huy nhá. Để còn tập trung đông đủ rồi đi cùng nhau luôn. Hello. Đó, bây giờ Quỳnh với Lộc cùng với các anh này sẽ vào đây ăn xong rồi đi nha. Trong lúc đợi chờ chị gái Quỳnh với cả bạn Quỳnh nữa. Ăn xong rồi mọi người ơi, bây giờ cùng lên đường thôi. Phát cơm chó nào mọi người. Trời ơi, tại vì ai không có người yêu ghê. Sáng sớm không khí trong lành với cả thời tiết rất là mát mẻ luôn ý mọi người. Ở miền Bắc thì tầm 7-8 giờ là trời đã nắng rồi. Nên là các anh chị rủ nhau đi sớm đúng là một quyết định đúng đắn mà. Đây là Quỳnh với Phước Lộc đang like nhau nha mọi người. Hello. Hello. Ủa? Gì vậy? À đấy, Quỳnh quên mất. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chọn địa điểm đó là đi du lịch Tam Đảo nha mọi người. Được của nó đấy. Thì bây giờ là gần đến nơi rồi. Bây giờ là đang ở dưới chân núi rồi. Lúc này là có cái gương cầu lồi nè, nên là các anh chị rủ nhau đứng lại chụp ảnh làm kỷ niệm ý mọi người. Đi xe máy thì rất là vui nhưng mà đổi lại thì rất là mệt luôn. Bây giờ là đứng lại nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Lúc này Quỳnh và các anh chị ghé vào cái quán này nè. Nói chung là view xịn sò lắm luôn ý. Hello. Hi. Hả? Kia là anh Quang nhỉ, leo lên tận đấy luôn. Đó, đang quay xuống kìa mọi người. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Con chơi ở đây. Không ai nói gì vậy? Kỳ lạ thật. Sao trầm tính nè? Phải trầm tính mới nói gì. Ôi, ui trắng thế. Nói gì đâu, đang suy nghĩ nên nói gì mình rất muốn phát biểu. Mọi người nhìn cảnh trên đây này, ôi đẹp thật á. Mọi khi thì có rất là đông anh chị đi chơi với nhau luôn. Nhưng mà hôm nay chỉ có 6 anh chị em đi chơi với nhau nên là hơi buồn á mọi người. Chẳng biết quay gì nữa. Có muốn đi đâu chơi. Em quay cùng trong mơ hồ. Nói người như cây. Giờ chào anh. Chào mừng anh.
chào mọi người nha. Mình là Quỳnh nè. Và đây là Phúc và Quyên Minh nha mọi người. Bỏ tội chơi kìa. Chắc là từ sáng đến giờ là phải chạy gần 100 km rồi á, nên là hơi mệt á. Cả ngày hôm qua thì ngủ được có đúng 1 tiếng thôi, xong bắt đầu thu xếp đi du lịch luôn mọi người. Mọi người biết gì không, các anh chị này dẫn đường, thế là vào cái chỗ đường cụt luôn, không có đường đi luôn. Buồn cười thật sự. Được, hào hán. Lên trên đỉnh này đẹp lắm luôn ý mọi người. Và đây là toàn cảnh ở Tam Đảo nha. Đó, nhìn xuống là nó bao quát hết luôn. Hello mọi người. Hello mọi người, bọn mình đang ở trên bây giờ mình đỉnh, sẽ đỉnh của Tam Đảo. Ở đây nhìn chỗ gì? Ở đây có mấy cọng su su. Tí vặt thì nấu canh xào nhá. Bây giờ thì mình sẽ lên quán kia, không biết cảnh ở dưới sẽ như thế nào. Mọi người cùng chờ đợi nhá. Lên đến nơi rồi kìa, không sợ. Và đây là toàn bộ view ở trên cái quán này nha. Ui, nói chung là đẹp lắm luôn á. Kia là Phúc Đồng đang livestream kìa mọi người. Trời ơi, đang livestream BK luôn, chiến ấy. Phúc Đồng vẫn đang BK luôn. Trời ơi, BK từ nãy giờ chưa chán luôn á. Kỳ lạ thật. Kiểu như cái quán này đang bật nhạc á mọi người, nên là Quyền phải tắt tiếng, không là sợ bản quyền. Và đây là đang trên đường đi về nha mọi người. Mọi người nhìn thấy gì chưa? Công an kìa. Và cái kết mọi người ơi, bị bắt. Kim mẹ. Giao lại. Rồi xong luôn. Chạy về nơi phía anh. Lên xe luôn đi. Lên thùng.
con đường à? Thế là bị bắt xe. Thế là bị bắt. Nhìn như một tội phạm luôn. Nhìn chán đời không ấy? Em phải lướt của bạn gái kia đúng không? Dạ chú ạ. Dạ, của cháu quay vlog nghịch thôi ạ. À. Đó, mọi người thấy chưa, cái chú này sợ máy quay á mọi người. Mọi người để ý nha, cái chú này đang mặc đồ công an này, xong tí nữa thay đồ khác luôn. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Nhìn ai cũng tát tời luôn. Giờ này vẫn tình yêu là thế. Nhìn chán đời không? Nhìn chán đời không? Chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề thôi, hiểu không? Đúng, hợp lý. Cuối cùng cũng đã lấy được xe. Thật. Mất bao tiền? Mất bao tiền? Mất bao nhiêu tiền? 5 lít. 5 lít dễ. 5 lít rồi vậy? Mà cả từ nãy giờ anh phải thương lượng. Sao mày không lì vào? 5 lít kèm thêm bảo hiểm xe đấy, 5 lít. Khoan, mọi người thấy chú áo đỏ đứng xa kia không? Chính là cái chú công an vừa nãy á. Quỳnh cũng chẳng hiểu tự nhiên thay đồ ra làm gì nữa. Thôi kệ đi. Và đây là trên đường đi về của bọn mình nha. Đổi tay rồi. Lúc này là anh Quang và chị Linh đang mua đồ để mang về này mọi người. Nói chung là chuyến đi Tam Đảo ngày hôm nay rất là vui luôn á. Nhưng mà lúc về thì hơi nắng. Thì ok mọi người, clip vlog này đến đây là kết thúc rồi mọi người ạ. Khi nào kênh Quỳnh đạt được 100.000 sub thì Quỳnh sẽ ra vlog tiếp theo cho mọi người xem nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào vlog tiếp theo.